Gastro Power One Ultimate mới với công thức 5 trong 1 cho hiệu suất cực đỉnh. Em đang setup máy để chuẩn bị cho các phần thi của các bạn nè. Cái công việc hàng ngày của em không? Có khó khăn hay thuận lợi gì không? Tham gia đất việc thì thoải mái hơn nhưng mà cũng có phần áp lực hơn. Tại vì mình sẽ không có được làm toàn quyền theo ý mình mà mình phải xoay chuyển theo các bạn nữa. Và thực ra tinh thần của Mia đến đây là Mia chỉ để hỗ trợ các bạn thôi. Nếu mà các bạn thực hiện tốt phần thi của các bạn là Mia đã vui rồi. Hôm nay Mia có một cái dàn máy mới là nó đẹp hơn gần mấy lần trước. Thì như mọi người đã thấy là Mia không có thay đồ, cũng như mọi người không ai thay đồ. Hôm nay Mia sẽ quay 80 bộ đồ cho 80 bộ đồ cho mọi người xem. Hôm nay Mia sẽ quay 80 bộ đồ cho mọi người xem. Đây là đặc biệt mà đầu tư nguyên cả một dàn máy mới luôn hả? Dạ chứ sao. Mỗi tập Mia sẽ, không phải là mỗi tập nha, mỗi vòng Mia sẽ thay một cái dàn máy mới. Để một phần là cho mọi người thấy nhiều hơn về các dòng máy của DJ, cũng như là sẽ chiêm ngưỡng được rất là nhiều các thể loại máy. Máy móc. Mẹ mê nhất là chị Suboy. Bây giờ Mia trở thành fan chính thức của chị Suboy rồi đó. Dễ thương lắm, chị dễ thương lắm. Chị ơi, hôm nay em mặc bộ đồ rất là nóng luôn, biết tại sao không? Em mặc giống chị á, lần trước chị mặc nguyên cái đầm màu đen mà em thấy chị ngầu á. Nên là hôm nay em mặc nguyên cái bộ màu trắng luôn. Tuy là em không kiếm bộ đồ màu đen nhưng mà em vẫn mặc đồ rất là nóng nảy. Để biết làm sao không? Để em thể hiện tình cảm với chị đó. I love you. Trước khi mình bước vào cuộc vòng đối đầu, bởi vì chị Silva có thể chia sẻ cho em một vài cảm xúc của chị ngay bây giờ được không ạ? Chị cũng phải nói là hồi hộp, nhưng mà chị cũng tự tin cùng một lúc. Tại vì các bạn trong cái thời gian mà tập luyện thì các bạn có những bạn mà chị nghĩ là kém hơn các bạn khác á, thì hôm nay á, các bạn đã học hỏi và đã phát triển được bản thân để đem tới những cái phần trình diễn mà nó có thể gọi là ngang bằng luôn á. Cho nên chị tin vô cái sự xét đoán của ban giám khảo, nhưng mà ngoài cái đó thì chắc chắn những cái phần trình diễn này sẽ đem cho khán giả những cái phần trình diễn mà thật sự rất là hay. Được, điều cuối cùng là có rất nhiều yêu cầu là muốn nghe chị Su hát live lại một đoàn của em sao. Không biết là chị Su có thể rap khoảng 4x8 hay 6x8 gì đó được không ạ? Ok. Tôi là Vinjager xanh năm lá, anh chị em quay cùng 333. Sài Gòn is nhiều khi vô sung quá, sung cola trình bày. Ây dồ, nói tôi nghe, xong rồi bây giờ FN là nhục nhã nè, xong rồi giải thích chuyện mình cho người ta nè, xong rồi đang cho xe đứng lại là xì ra nè, xong rồi đóng tiền đóng phải cả đóng phim nè. Đúng như chuyện thì mình im nè, xong rồi giờ đám đông vẫn thấy mình cô đơn, còn xong rồi giúp người ta làm chút xíu là kê đơn nè. Yeah, em cảm ơn chị Sipo rất nhiều. Anh có ý đồ là mang bơm hay mang chất nổ ở trên thị trường?
của anh. So sánh như vậy mình chiến binh, ok, mình ở đây là để chiến đấu. Và hôm nay anh mặc cái bộ đồ này có lý do. Bữa nay em tới đây với tư cách là một thợ săn. Oh my goodness. Trước khi mình bước vào vòng đối đầu thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Bởi vì chương trình của mình khá là được quan tâm và trong khi anh Carrick cũng sở hữu một dàn thí sinh rất là tiềm năng. Cảm thấy đang lo lắng. Lo lắng tại vì ban đầu mình cũng nghĩ là mình mạnh lắm, cho tới khi mà mình thấy mình nghe được những cái mình có nghe đâu đó rồi, những cái nghe thoáng 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 đâu đó. Và nhất là Tim Wowy rất là tự tin. Tim Wowy là nói cho dù cái người yếu nhất của bên Wowy có loại đi nữa thì nó cũng rất là mạnh so với những đội khác. Vậy là ghê lắm hả ta? Vậy là mình bắt đầu thấy lo. Ở team Suboy thì có những cái biến hóa rất là khôn lường, còn team Bin thì đội ai cũng có những cái năng lượng rất là tích cực. Kêu tiêu rồi. Tiêu rồi. Không đâu, em cảm nhận là team anh có những thành viên rất là sáng giá luôn. Thì anh hãy cho em một câu rap hay là một cái từ gì đấy thể hiện được cái sức mạnh cũng như là cái điều đặc biệt của team anh Carrick đi. Bây giờ team rất hả? Gì ta? Phải anh em lắm mà, cố lên anh. Một từ hoặc là một câu rap. Rồi, là một cái gì đó để diễn tả được nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên hình rất là nhiều nè. Lối mòn chưa bây giờ là con đường thành công chung. Tư duy cá nhân với lại điều tạo nên những đẳng cấp không cùng. Thấy chưa, em nói rồi. Nghe câu nói tuy là có sự khiêm tốn mà có rất là sức mạnh và năng lượng ở bên trong. À rồi, phần thứ hai thì trên tay em là em cầm những cái tình cảm và những hoặc là những cái thắc mắc mà tất cả các bạn fan của rap Việt nói chung, hoặc là fan của anh, hoặc là những cái người mà họ yêu thích rap Việt nhưng mà họ chưa hiểu nhiều về rap. Thì bây giờ anh Carrick sẽ bốc hai thăm và trong đấy có những câu hỏi, thì mong là anh Carrick sẽ chia sẻ những cái thắc mắc của mọi người được không ạ? Ok. Hình xăm có phải là trang sức bắt buộc một của ngoài rapper? Bạn có bao nhiêu hình xăm? Tại sao lại hỏi câu này nhờ? Anh không biết anh có không ạ? Trên người Rick không có một hình xăm nào hết. Đó là một cái điều đáng buồn. Không có luôn hả? Không có một vết mực nào hết. Mặc dù là Rick rất là vài năm trước rất là muốn xăm, nhưng mà sau rồi sợ mẹ buồn, xong rồi không xăm. Sau có để dần dần sau này cái lười xăm, bây giờ không xăm luôn, người không có mực luôn. Vậy là chúng ta có một bad boy bên kia và good boy ở bên đây đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn Carrick rất là nhiều vì dành thời gian và chúc cho team anh Carrick sẽ chiến thắng tỏa sáng trong ngày hôm nay. Hy vọng. Yeah. Castrol Power One Ultimate mới với công thức 5-1 cho hiệu suất cực đỉnh. Để có thể làm điều đó quả thật là khó, một mình cố gắng đi ngược lại cả chiều gió, sẽ không ai quan tâm đến cái quá trình bày từ cái đêm mà đam mê này ra trình bày, và những quy tắc mà ba mẹ ta tạo ra sẽ là thứ tồn tại duy nhất ở trong gia đình này. Nhưng ta không quan tâm đâu, it doesn't matter, ta cứ lao ra no matter the weather, leo lên top, climb to a ladder, really wanna come and take me to another level, oh my god I'm so crazy. Chỉ cần một giây mỗi khi trả lời, nếu như rap là con đường bóng tối thì nó vẫn là con đường ta đi cả đời. Phần chiến thắng sẽ thuộc về. Ở đâu một nhà đâu.
hai giám khảo quyết định. Người đi tiếp ở đội Karik sẽ là Jinaki. Một tràng pháo tay nhìn cho những phần trình diễn rất tuyệt vời từ team Karik thưa quý vị.